Tỷ phú Musk đưa ra tuyên bố trên tại một sự kiện ở thị trấn Harrisburg thuộc bang chiến trường Pennsylvania vào tối 19 tháng 10, giờ Mỹ, theo đài WPMI-TV. Tôi có một bất ngờ dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ trao tặng ngẫu nhiên $1 triệu USD cho người đã ký vào bản kiến nghị, hàng ngày từ bây giờ cho đến ngày bầu cử, ông Musk tuyên bố. Người chiến thắng tại sự kiện ở hội trường thị trấn Harrisburg là ông John Rea, người tự nhận mình là người hâm mộ lớn của ông Musk. Sau khi trao chi phiếu $1 triệu cho ông Rea, ông Musk nhấn mạnh tất cả những gì ông yêu cầu là ông Rea tiếp tục là người phát ngôn cho bản kiến nghị. Bản kiến nghị mà ông Musk yêu cầu mọi người ký có nội dung, tu chính án thứ nhất và thứ hai đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Bằng cách ký tên bên dưới, tôi cam kết ủng hộ tu chính án thứ nhất và thứ hai. Số tiền nói trên là ví dụ mới nhất về việc tỷ phú Musk sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để gây ảnh hưởng đến cuộc đua giành chức tổng thống đang diễn ra căng thẳng giữa ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên phía Đảng Dân chủ, phó tổng thống Kamala Harris. Ông Musk đã thành lập tổ chức hành động chính trị America PAC để ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. America PAC đang giúp huy động và đăng ký cử tri tại các tiểu bang chiến trường, nhưng có dấu hiệu cho thấy tổ chức này đang gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của mình, theo Reuters. Những người tham dự sự kiện tại Harrisburg hôm 19 tháng 10 đã phải ký vào bản kiến nghị nói trên, cho phép America PAC thu thập thông tin liên lạc của nhiều cử tri tiềm năng hơn mà tổ chức này có thể vận động để bỏ phiếu cho ông Trump. Ông Musk, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu nhất thế giới, cho đến nay đã cung cấp ít nhất $75 triệu cho America PAC, khiến tổ chức này trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực trở lại làm chủ Nhà Trắng của ông Trump, theo Reuters. Tỷ phú Elon Musk đã trao tặng $1 triệu cho một người hâm mộ của ông tại một sự kiện ở Harrisburg, Pennsylvania, để đổi lấy việc người này tiếp tục ủng hộ tu chính án thứ nhất và thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông Musk đã thành lập America PAC để ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu tổng thống Donald Trump và đã cung cấp ít nhất $75 triệu cho tổ chức này. Việc trao thưởng tiền mặt là một ví dụ mới nhất cho thấy ông Musk đang sử dụng tài sản của mình để gây ảnh hưởng đến cuộc đua giành chức tổng thống.